Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, văn bản lan truyền trên mạng xã hội về việc tạm dừng các dịch vụ để phòng chống dịch là văn bản giả. Văn bản này đã sửa ngày tháng ban hành, ngày tháng có hiệu lực. Cụ thể, văn bản giả mạo có nội dung kể từ 12 giờ ngày 5 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, chỉ được bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng, nghiêm cấm phục vụ tại chỗ. Quan sát kỹ ngày tháng ban hành văn bản cũng như ngày tháng thực hiện tạm dừng kinh doanh ăn uống tại chỗ đã được chỉnh sửa, có phông chữ khác biệt. Sở Thông tin và Truyền thông cho biết hiện sở đã nắm tình hình về tình trạng tung tin giả này, đồng thời sẽ nhanh chóng truy vết, có văn bản đề xuất cơ quan thẩm quyền xử phạt trường hợp tung tin ở mức phạt cao nhất. Cơ quan chức năng đề nghị người dân không chia sẻ, phát tán và báo cho cơ quan chức năng các trường hợp thông tin sai sự thật. Nếu biết được nguồn gốc người đăng tin giả, cần báo ngay để xử lý kịp thời.